do tính chất công việc, thường xuyên phải tiếp khách, uống nhiều bia rượu, anh Sơn đang có nguy cơ mắc phải các bệnh liên quan đến tim mạch và huyết áp. Cũng như nhiều người trẻ khác, chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể mắc phải căn bệnh này. Theo với những cái kết luận của bác sĩ thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng một trong những nguyên nhân mà xảy ra cái hiện tượng tăng áp này là một là áp lực công việc, tức là do stress. Thứ hai là trước thì tôi cũng có hay hút thuốc. Cái thứ ba nữa là do cái chế độ sinh hoạt ăn uống không điều độ, thì tôi nghĩ là đấy là cũng là những cái nguyên nhân chính cơ bản mà làm cho tôi có bị cái việc là tăng áp. Trong khi đó, theo các chuyên gia về tim mạch, tỷ lệ bệnh tim mạch ở người trẻ đã tăng lên mức báo động. Thống kê năm 2015 của Viện Tim mạch Việt Nam cho thấy, cứ 4 người trên 25 tuổi thì có ít nhất 1 người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Thậm chí, nhiều người trẻ nhập viện trong tình trạng bị nhồi máu cơ tim, căn bệnh vốn chỉ đe dọa tính mạng người cao tuổi. Và lối sống công nghiệp hóa là nguyên nhân chính khiến lứa tuổi từ 25 đến 40 không bảo vệ được trái tim khỏe. Lý do phổ biến gồm lạm dụng rượu bia, chất kích thích, hút thuốc, cả chủ động lẫn thụ động, ít vận động thể lực, thừa cân béo phì, có tiền sử mắc các bệnh như đái tháo đường, tăng huyết áp, stress, thức khuya, căng thẳng trong cuộc sống, bị áp lực về tâm lý. Người trẻ thì họ cảm thấy lúc nào cũng khỏe mạnh, nhưng thực tế thì không hẳn là như vậy. Tại sao tôi lại nói chuyện đó? Bởi vì gần đây các cái phương tiện truyền thông đã nói rất nhiều đến vấn đề đột quỵ ở người trẻ tuổi và thậm chí những cái đột tử ở người trẻ tuổi. Vậy thì sâu xa là gì? Sâu xa chính là các yếu tố nguy cơ, trong đó có thừa cân béo phì, có bị stress, căng thẳng quá, có thể bị tăng huyết áp, ăn rối loạn các thành phần ăn. Thì đây, trong giai đoạn này là đất nước chúng ta đang hứng chịu một cái giai đoạn mà chúng ta rối loạn thành phần ăn uống. Như chúng biết rằng trong thời gian chiến tranh chúng ta rất thiếu thốn ăn. Khi mà chúng ta có đủ thức ăn rồi, chúng ta lại không chế thành phần ăn cho hợp lý mà ăn rất nhiều những cái chất nguy cơ gây ra cao huyết áp, mỡ máu thừa, ví dụ tan mỡ nhiều quá, ăn thịt nhiều quá, thì đến bên đoạn này bây giờ chúng ta hứng chịu cái giai đoạn mà cái bệnh đó nó phát triển lên. Đấy, cái đầu tiên là chúng ta rối loạn về cái thành phần ăn, đặc biệt trong loại ăn mỡ. Tuy nhiên, đáng lo ngại là việc lạm dụng rượu bia đang là một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng trên. Nhiều bệnh tim mạch và mạch máu của não có liên quan đến việc uống rượu, gây gia tăng đáng kể về tỷ lệ bệnh và tỷ lệ tử vong. Trên thực tế, rượu có nhiều ảnh hưởng trên hệ tim mạch. Cả hai tình trạng nghiện rượu cấp tính hay nghiện rượu mãn tính đều ảnh hưởng đến huyết áp của người uống rượu. Nếu uống rượu nhiều và uống lâu dài có thể ảnh hưởng lên cơ tim, từ đó sẽ dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng như rối loạn nhịp tim, rung nhĩ. Người nghiện rượu nặng sau những đợt uống nhiều rượu có thể có những đợt bị rối loạn nhịp tim, đặc biệt là ngoại tâm thu trên thất. Người ta thường gọi hội chứng ngày nghỉ lễ nhằm để chỉ những rối loạn nhịp tim ở những người có trái tim bình thường sau những kỳ kinh, phù vô căn, tăng co thắt, kích thích cơn suyễn liên quan đến ung thư dạ dày, tăng thải canxi qua thận, tăng nguy cơ loãng xương. Rượu có thể gây tác hại trực tiếp trên cơ tim, nhất là tâm thất bên trái, và có thể dẫn đến suy tim. Thói quen rất xấu trong chúng ta, đặc biệt là thanh niên, đặc biệt thanh niên của Việt Nam, đó là chị thấy là cái lượng rượu tiêu vì rượu bia cực kỳ, tôi nhớ không nhầm, đứng thứ hai trên thế giới, rất nhỏ. Thứ ba nữa là hút thuốc lá. Ba cái đó là một cái cực kỳ là nguyên nhân mà nó gây một cái lắng động mỡ gây cao huyết áp. Trước đây chúng tôi làm trong ngành tim mạch hơn 40 năm rồi, thì thường nói đến cái mọi người bị cao huyết áp, bị mạch vành phải trên 40 tuổi cơ. Bây giờ chúng ta cực trẻ luôn. Rất nhiều người trẻ trong đời tim mạch của tôi đã gặp những người mà tắc mạch vành mới 28 tuổi. Thì ông này là một bệnh nhân, là một tiền sử rất là trẻ, làm cán bộ xã thôi. Nhưng mà hỏi ra thì anh hút thuốc lá rất nhiều, uống rượu suốt ngày thì đương nhiên dẫn đến hiệu quả một cái tắc mạch rất sớm. Cho nên là một cái rất rõ, rất hiển nhiên, đó là những người mắc cái bệnh về cao huyết áp, bệnh về mạch vành ở chúng ta rất trẻ. Cái đó là cái đáng báo động chúng ta. Bên cạnh việc lạm dụng rượu bia thì thói quen ăn mặn của nhiều người cũng khiến cho bệnh tim mạch và huyết áp ngày càng phổ biến.
muối là một gia vị không thể thiếu trong chế biến các món ăn hàng ngày. Nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ rất nguy hiểm, bởi với một chế độ ăn mặn thừa muối có nguy cơ bị tăng huyết áp và các biến chứng nặng nề của tăng huyết áp như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy thận. Trong một khảo sát gần đây đã cho biết, người Việt Nam chúng ta đang có khuynh hướng ăn khá nhiều muối. Lượng muối trung bình mỗi người tiêu thụ từ 18 đến 22 gram mỗi ngày, trong khi lượng khuyến cáo không quá 5 gram. Như vậy, lượng muối ăn đã nhiều gấp 3 đến 4 lần so với khuyến cáo. Đây cũng là một trong các yếu tố gây tăng tỷ lệ người bị tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch ở nước ta. Thói quen ăn mặn ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe và là một trong những yếu tố nguy cơ gây tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch. Ăn mặn chỉ là có ăn muối thì tăng chứ áp lực thẩm thấu, có nghĩa là ba cái dịch ở ngoài thành mạch nó vào trong lòng mạch làm cho giữ nước ở trong lòng mạch, có nghĩa là khối lượng máu tăng lên thì gây cao huyết áp, đấy là một trong những yếu tố cao huyết áp. Cho nên những cái người ăn mặn là những cái nguy cơ rất cao mà thói quen chúng ta phải hết sức là giải thích cũng như là cho người dân ta hiểu được cái nguy cơ ăn mặn chúng ta đó là một thói quen không tốt. Tôi lấy ví dụ, chẳng hạn như là thông thường chúng tôi kiểm tra một cái khảo sát thì thấy rằng là những cái người Việt Nam chúng ta thì ăn mặn bình thường cao hơn 3 lần so với những cái nước khác mà người ta ăn chế độ bình thường ăn mặn, thì chúng ta mức độ ăn muối tăng 3 đến 3,5 lần. Đó là con số đáng động mà chúng ta, đấy là một trong những cái nguyên nhân đóng góp rất lớn đến vấn đề cao huyết áp ở người trẻ. Những năm gần đây, dinh dưỡng mất cân đối, thiếu hợp lý cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc gia tăng các bệnh lý tim mạch ở nước ta hiện nay. Đơn cử như các loại thức ăn nhanh mà nhiều người rất yêu thích, vốn chứa nhiều axit béo có hại và cholesterol xấu dễ gây ra các bệnh mạch vành. Bên cạnh đó, chế độ ăn hàng ngày giàu đạm và chất béo động vật, nghèo chất xơ rau củ quả và đạm thực vật cũng gây bệnh tim mạch. Thói quen ăn uống không lành mạnh dẫn đến tăng cholesterol trong máu. Cholesterol máu cao làm thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch, dễ dẫn đến tăng huyết áp, bệnh lý động mạch cảnh, động mạch chủ, động mạch vành. Hiện nay thì bên cạnh rượu bia thì chúng ta thấy rằng vấn đề cái lối sống, chế độ ăn và lối sống của lớp trẻ thì chúng tôi cũng thấy đáng lo ngại. Ví dụ trước nhất về chế độ ăn thì chúng ta thấy rằng các bạn ăn thường chế độ không cân đối. Ví dụ chúng ta ăn quá nhiều những thực phẩm chế biến sẵn và nó kèm theo đó là chất béo bão hòa nhiều, nhiều cholesterol rồi các chất béo thể đồng phân, người ta gọi là trans fat đấy, rất nhiều ở những thức ăn chế biến sẵn, đặc biệt là những cái món mà chúng ta thấy rán nướng ở nhiệt độ cao, nhất là người ta dùng cái dầu chiên đi chiên lại nhiều lần thì rất nhiều trans fat, và vấn đề này nó sẽ dẫn đến cái vấn đề vữa xơ động mạch và có thể gây các cái biến chứng như là thiếu máu cơ tim cục bộ, nhồi máu cơ tim rồi xuất huyết não cũng từ cái bệnh là vữa xơ động mạch và tăng lipid máu mà gây ra. Vâng. Và một cái chế độ ăn nữa mà tôi thấy lớp trẻ là ít ăn rau xanh quả chín. Và chúng ta khuyến cáo hiện nay là một người bình thường, trung bình, người trưởng thành phải ăn 300 gram rau xanh một ngày và ít nhất là 100 gram quả chín. Thì hiện nay là như tổng kết của Viện Dinh dưỡng là một ngày hiện nay người Việt Nam ăn trung bình được 200 gram rau. Và quả chín thì chúng ta cũng chưa được trung bình 100 gram. Như vậy chúng ta rất là nhiều rau xanh nhưng mà không ăn đủ nhu cầu khuyến nghị. Và rau xanh ở đây thì tôi khuyên là các bạn ăn đủ khuyến nghị là 300 gram, ít nhất là 300 gram. Không kể những người tăng huyết áp rồi, mỡ máu cao rồi, tiểu đường rồi thì chúng ta phải ăn đến 500 gram một ngày. Và chúng ta phải ăn đa dạng các loại rau thì như vậy mới tốt. Và một vấn đề nữa mà chúng tôi thấy đó là chúng ta ăn quá nhiều thịt. Ví dụ chúng ta thấy ăn quá nhiều thịt thì các bạn cũng có thể bên cạnh mỡ nhiều có thể gây ra vấn đề mỡ máu cao, nhưng các bạn có thể là bị bệnh axit uric máu tăng và bệnh gút, đó là chúng ta ăn chế độ thịt nhiều, bia rượu nhiều đó, thì nó gây ra axit uric máu tăng và gút, thì các bạn có thể có những cái cơn đau khớp cấp sau khi những cái bữa thịnh soạn mà chúng ta lại ăn nhiều thịt, uống nhiều rượu bia. Cái nguyên nhân mà gây nên cái bệnh gọi là chúng tôi nói cái bệnh về mạch đấy, mạch vành, chủ yếu đây là do chúng ta không cân đối, không hợp lý trong cái thành phần ăn chúng ta. Chúng ta chủ yếu là ăn nhiều mỡ quá, ăn nhiều mỡ động vật quá, ăn nhiều phủ tạng quá, ăn nhiều trứng quá,
thì đó là những nguyên nhân làm tăng cholesterol. Và nếu như mà ta lại ăn như thế mà lại uống nhiều rượu, hút thuốc lá thì tỷ lệ nó tăng lên rất cao. Tôi lấy một cái con số, một cái để chị muốn tôi tổng kết ở đây, có những nghiên cứu ở đây. Nếu những người tôi nói về lắng động, mức độ lắng động là cholesterol ở trong thành mạch làm gây cao huyết áp và gây tắc mạch. Nếu một người mà chỉ có không hút thuốc lá uống rượu mà ăn nhiều mỡ thì cái lượng mỡ cholesterol ấy ở trong máu nó tăng gấp 3,7 lần so với người bình thường. Nếu người đó lại uống rượu mạnh, đặc biệt vodka, whisky thì số đó tăng lên 11 lần so với người bình thường. Cùng người đó vừa uống rượu, vừa ăn nhiều mỡ, hút thuốc lá nữa thì nó là tăng lên 13,4 lần. Bệnh tim mạch ở người trẻ nguy hiểm, song có thể ngăn ngừa được nếu thực hiện lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng khoa học. Cần hạn chế thức ăn nhanh, giảm ăn thịt đỏ, nêm nhạt, tăng rau và đậu đỗ trong khẩu phần hàng ngày. Trong số đó, thực phẩm chế biến từ đậu nành rất tốt cho tim mạch. Theo khuyến nghị của Cục Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA, dùng 25g đạm đậu nành mỗi ngày cùng khẩu phần ăn có hàm lượng chất béo bão hòa và cholesterol thấp có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tốt cho tim mạch thì chung đó là chúng ta ăn, khuyến cáo một chế độ ăn đấy là ăn nhạt, ăn nhiều rau xanh và ăn phối hợp giữa protein động vật và protein thực vật. Tức là ví dụ chúng ta ăn thay đổi các loại thịt, cá, tôm, cua, thay đổi cùng với trứng, sữa, rồi đậu phụ, đậu đỗ. Như vậy thì chế độ ăn ít nhất người trưởng thành chúng ta cũng có phải 40% là protein từ nhóm thực vật như là từ đậu phụ, đậu đỗ chẳng hạn, thì chúng ta mới giảm được cái tình trạng các cái vấn đề về tim mạch. Có thể thấy bệnh vào từ miệng, đó là câu nói dân gian mà rất đúng. Ăn là nhu cầu tiên quyết và không thể thiếu của mỗi con người. Nhưng trên mâm cơm hàng ngày lại tiềm ẩn biết bao nguy cơ gây bệnh nếu không biết cách chế biến đúng hoặc không ăn uống một cách khoa học. Thừa cân, béo phì, tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch có thể đến với bất cứ ai với chế độ ăn uống không hợp lý trong những bữa cơm hàng ngày.